Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành vừa tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12 để bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã thông qua tờ trình và tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành. Ông Phạm Văn Sang được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành với số phiếu bầu tín nhiệm cao 30 trên 35 phiếu bầu, đạt 85,71% so với tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Kỳ họp đã thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026.